Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2024, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương do đồng chí Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác công đoàn với Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp đoàn có đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng các đồng chí trong ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố và các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động của các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại chương trình các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch liên đoàn lao động các quận huyện của liên đoàn lao động thành phố đã chia sẻ cho các đồng chí trong đoàn công tác của liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương về những kinh nghiệm về việc thu hút người lao động phi chính thức tham gia các nghiệp đoàn với nhiều giải pháp như phối hợp với địa phương mở lớp tuyên truyền, phân công lãnh đạo và cán bộ trực tiếp hỗ trợ, sắp xếp các nghiệp đoàn phù hợp với ngành nghề, trang bị áo đồng phục cho một số nghiệp đoàn có in huy hiệu công đoàn để tạo uy tín, tặng quà hỗ trợ vào các dịp lễ Tết trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đoàn viên nghiệp đoàn. Đồng thời, đồng chí Lê Thị Kim Thúy cũng tận tình giải đáp những nội dung mà các đại biểu công đoàn tỉnh Bình Dương đang quan tâm. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, hy vọng với những chia sẻ của các cấp công đoàn thành phố trong việc tổ chức quản lý, phát triển đoàn viên lao động phi chính thức sẽ giúp công đoàn tỉnh Bình Dương nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời kỳ hội nhập và phát triển.